Minh được Tử Vi mến chào các bạn Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 Côn Giáp thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 11 tháng chạm năm Tân Sửu Ngày này là ngày Bính Dần tháng Tân Sửu năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo Các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần về ngũ hành ngũ hành niên mệnh lư trung hỏa ngày bính dần tức chi sinh can nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm lư trung hỏa kỵ tuổi canh thân nhâm thân ngày thuộc hành hỏa khác với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa ngày dần lục hợp với hợi tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục xung với thân hình tỵ hải tỵ phá hợi và tuyệt dầu vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi giáp thân nhâm thân nhâm tuất nhâm thìn tuổi xung trong tháng tuổi quý mùi đinh mùi ất dậu ất mão vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương sao u vi tinh tốt mọi việc sao tuế hợp tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao kiếp sát kỵ về xuất hành cưới hỏi an táng xây dựng về nhà cửa sao địa tặc xấu đối với khởi tạo an táng khởi công động thổ xuất hành sao hoang vu xấu mọi việc về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tài thần hướng chính đông và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tý, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày của chính Ấn Độ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý đón nhận không ít tin vui liên quan tới sự nghiệp của mình. Với bạn tuổi Tý, năng lực sẵn có sẽ giúp cho bạn nhanh chóng thu về cho mình những thành tích rất đáng nể cho những dự án có sự góp mặt của mình nữa nhé và với bà tuổi Tý trong ngày này cấp trên và lãnh đạo vì thế đã hết lòng tin tưởng bạn hứa hẹn sẽ giao cho bạn những trọng trách vô cùng là lớn lao trong tương lai và đây chính là cánh cửa mở lối cho thành công dành riêng cho bà tuổi Tý nhé. Ngoài ra, về phương diện tình cảm của bạn tuổi tí trong ngày thứ năm này, bạn đang gặp được ngày cung ngũ hành, thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cũng cho thấy, cái chuyện tình cảm của bạn đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn so với trước đây. Các cặp đôi vượt qua bao nhiêu sóng gió, thử thách để đến được với nhau, này có thể nhân cơ hội này, tính tới chuyện trăm năm hạnh phúc nữa rồi. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, từ vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, không ngừng nỗ lực thành công sẽ đến với bạn, từ vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, các cặp đôi có thể tính tới chuyện về chung một nhà, từ vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, gia đình hòa hợp trên dưới thuận hòa, từ vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, dùng năng lực để khẳng định bản thân mình, từ vi tuổi nham Tý thuộc mệnh Mộc, cánh cửa thành công đã mở ra trước mắt bạn nữa rồi. Vài đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 86, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi xỉu. Từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi xỉu. cho chúng ta thấy là bạn tuổi xỉu đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày có được vận tình tài lộc đang trên đà tăng tín đến không ngờ với bạn tuổi xỉu trong ngày hôm nay đang gặp được ngày của chính tài trợ mệnh cái điều này giúp cho bạn đang thu lại cho mình một khoản thu nhập kha khá khi bạn nhận được tiền lương tiền thưởng về trong tay và ngày này với bà tuổi xỉu á, lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm của bạn với người ấy trở nên căng thẳng hơn so với thời gian trước đây. Với những hiểu lầm không được hóa giải là nguyên nhân khiến cho những mâu thuẫn giữa hai người ngày càng gay gắt hơn. Và nếu như cả hai không ngồi lại trò chuyện thẳng thắn với nhau thì sẽ chẳng thể nào hàn gắn được sự rạn nứt như thế này nữa nhé và xem từ vi cho thấy hôm nay là ngày 11 tháng chạp năm tân sửu ngày này thiêu hại thượng lạn ông nhân thần ở ngón chân vì vậy bạn nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mộ xỉa châm tích ở các vị trí này về câu quyết cho bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim các cặp đôi vì mâu thuẫn mà rạn nứt trong chuyện tình cảm từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, thu nhập chính tăng mạnh, tiền bạc về đầy tay, từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, sức khỏe là vốn quý, bạn cần phải lưu tâm nhiều hơn, từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, tình cảm gia đình không mấy in ấm, căng thẳng kéo dài, từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn, số 20, số 45, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tí. Từ vi tuổi dần, thứ năm, ngày 13 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần chua chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này nhắc nhở bạn tuổi dần nên tránh xa những chuyện thị phi trong ngày hôm nay và nhất là ở môi trường công sở và nếu như bản thân bạn vướng vào chuyện chia bè kết phái hay là tranh đoạt về quyền lợi tài chính thì chẳng may chóc mà rắc rối xịa bộ vây lấy bạn mà thôi và ngày này với ba tuổi dần, đây là lúc bạn cần phải tập trung toàn lực vào công việc của mình. Đừng có để cho những chuyện ngoài lề khiến cho bạn bị sao nhã với những kẻ tiểu nhân chỉ chờ bạn khi bạn mắc phải những sai lầm là lập tức tìm cách để hạ bệ bạn ngay đối bạn tuổi dần nhé trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần cũng đang gặp ngày có màu khí quá vượt cái điều này làm cho bạn cần phải chú ý hơn về sức khỏe của bản thân mình bạn cần đề phòng các bệnh liên quan tới thần kinh bệnh về thận hay là bệnh về bàng quang bạn hãy dành thời gian để cho cơ thể của mình được nghỉ ngơi đúng nghĩa thể trạng nhờ thế mà có thể hồi phục một cách nhanh chóng hơn về câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tập trung vào công việc của mình tránh để xảy ra sai sót. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa dành thời gian để cho cơ thể của mình được nghỉ ngơi hồi phục lại năng lượng đã mất. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ tiểu nhân rình rập chờ thời cơ để hãm hại bạn. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, sức đề kháng bị giảm sút, bệnh tật có nguy cơ tìm đến. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, tránh xa những chuyện thị phi, rắc rối nơi công sở, nơi làm việc. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 61, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tuất. Từ vi tuổi Mão, thứ năm, ngày 13 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, chua chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày khá thuận lợi và suôn sẻ nhờ sự giúp sức của quý nhân tam hội phù trợ. Ngày này với bạn tuổi Mão, các mối quan hệ xã giao của bạn được tốt đẹp sẽ mang đến cho bạn có được những cơ hội về hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với ba tuổi mão, bạn mệnh vẫn luôn cần phải đề cao cảnh giác với những lời rủ rõ ngôn ngọt của những người khác. Đừng để cho mình dễ dàng tin vào lời của bất cứ ai. Sự xuất hiện của kíp tài chiếu mệnh chính là lời cảnh báo cho bạn cần phải hết sức cẩn thận nếu không muốn mình bị mất tiền mang tật nhé và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 11 tháng chạm năm Tân Sửu ngày này thiêu hại thượng lạn ông nhân thần ở ngón chân vì vậy bạn nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mộ xỉa châm chích ở các vị trí này và ngày này với bà tuổi mão nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tiên xuất hành theo hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng chính Đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, từ vi tuổi Ân Mão thuộc mệnh Thủy, công việc được thuận lợi, suôn sẻ, từ vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa có được quý nhân giúp sức điều kiện để hợp tác làm ăn thành công. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ đừng dễ dàng tin theo lời của bất cứ ai. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc thời tiết có thể ảnh hưởng không hề nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh cần phải chú ý hơn tới sức khỏe của mình. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim cẩn thận kẻo lại bị người khác lừa gạt về tiền bạc. Vài đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 87, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi thìn, thứ năm, ngày 13 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi thìn, cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành, dần thìn, tư hỏi. Cái điều này mang đến cho bà tuổi thìn không ít những tin vui trong ngày hôm nay. Với bà tuổi thìn, sau một thời gian dài nỗ lực và cuối cùng, bạn cũng nhận được những thành quả vô cùng là xứng đáng với mình. Và bạn tuổi thìn được đồng nghiệp và cấp trên cũng phải công nhận với những tâm huyết mà bạn đã bỏ ra nữa nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Thìn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cái điều này báo hiệu cho bạn đang có được nhiều tin vui liên quan tới vấn đề về tiền bạc trong ngày hôm nay. Và ngày này với bà tuổi Thìn, tiền bạc cứ thế đổ về túi ầm ầm khiến cho ai nấy cũng phải ghen tị với bạn và đó là bởi với bà tổ thìn cứ liên tục nhận về túi những khoản tiền từ nghề tê trái và trong ngày hôm nay một số người trong mệnh có được cát tinh trợ mệnh sẽ có được những cơ may về trúng thưởng trúng số bất ngờ nữa nhé chỉ tiết là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn, mối quan hệ về tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn. Bạn tuổi thìn đang gặp ngày có ngũ hành, mộc thổ xung khắc. Cái điều này khiến cho bạn đang có điểm báo, có những sự tranh cãi giữa hai bạn ngày càng gay gắt hơn. Với những mâu thuẫn chẳng những không được hóa giải mà lại có thêm có nguy cơ kẻ thứ ba xuất hiện, chiên chân vào mối quan hệ tình cảm giữa hai bạn nữa nhé về câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa công việc đốn tin vui thành quả được ghi nhận tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ tình cảm không có được sự hài hòa mâu thuẫn triền minh tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc sức khỏe vẫn là vấn đề cần phải lưu tâm không thể lơ là tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có kẻ thứ ba xuất hiện trên chân vào một quan hệ tình cảm giữa hai người từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy tiền bạc được đẩy tay chẳng cần phải lo lắng có được sự may mắn bất ngờ vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 22 số 76 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi tí, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn thủ tỵ đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hỏi. cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân luôn rình rập xung quanh mình trong ngày hôm nay và lúc này với bà thủ tỵ chỉ cần bạn để lọ bất cứ sơ hở nào kẻ xấu bụng sẽ ngay lập tức và nhằm vào đó để hạ bệ bạn nữa nhé. May mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ, bạn mệnh không phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc trong khoảng thời gian này. Ngày này với bạn tuổi tỵ đang có được sự chia trợ của thực thần chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn sớm nhìn nhận ra những cơ hội hiếm có. Chỉ cần bạn nhanh tay nắm bắt lấy thì tiền trong túi sẽ chẳng bao giờ lô vơi đâu nhé. Và ngày này với bạn tuổi tỵ, mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình cũng trở nên được hài hòa hơn trước khi bạn đang gặp được ngày cúng mộc sinh cho họa vượng. Ngày này, giữa cha mẹ và con cái đã xóa bỏ đi những hiểu lầm, khoảng cách giữa các thế hệ được kéo gần lại với nhau khi đôi bên đã cùng nhau mở lòng hơn, biết chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ đề phòng của kẻ tiểu nhân luôn tìm cách để hãm hại mình từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc sức khỏe có dấu hiệu cải thiện đáng kể từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim chớ để lộ sơ hở của bản thân mình cho bất cứ ai từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy tình cảm gia đình được hàn gắn cha mẹ có được sự tháo hiệu cho con cái của mình về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ năm này sự nghiệp ba sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 65, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ, thứ năm, ngày 13 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là bạn tử ngọ đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày có được những trải nghiệm cực kỳ là thú vị khi bạn đang gặp được ngày của ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt phù trợ. Và ngày này với bạn tử ngọ, công việc của bạn chưa bao giờ được thuận lợi đến như vậy, khả năng bạn được cất nhắc lên vị trí cao hơn là rất lớn. Với bạn tử ngọ, sự cố gắng không ngừng và luôn nỗ lực vượt qua mọi thử thách chính là chìa khóa để cho bạn tiến tới thành công nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này lại làm cho bạn đang có điểm báo, có thể kẻ tiểu nhân xuất hiện bất ngờ, ngáng trở con đường tín thân của bạn. Vì vậy, bạn đừng có cho phép bản thân mình lơ là hay là chủ quan trong bất cứ trường hợp nào trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có họa mộc tương sinh cái điều này sẽ giúp cho vận trình tình duyên của bạn cũng trở nên vượng sắc hơn và với bạn tuổi ngọ có thể sẽ gặp được những đối tượng phù hợp với mình trong các buổi tụ tập hoặc mặt với bạn bè đây là cơ hội để cho bạn tìm được bến đỗ cho chính mình bạn hãy mở rộng lòng mình hơn đừng có quá khắt khe với ai đó trong ngày hôm nay bạn tuổi ngọ nhé vài câu quyết cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim cẩn thận đề phòng những tác nhân xấu bất ngờ xuất hiện tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy công việc được thuận lợi trên đà thăng tín tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa vận trình tình duyên thêm phần được vượng sắc tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ đừng chủ quan lơ là trong bất cứ tình huống nào tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc đối với những bạn đang còn độc thân có được cơ hội thoát ế Vài đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ năm này: Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 68, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường: màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ: tuổi dần, tuổi tốt, tuổi mùi. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi đang gặp được ngày có chính tài trợ mệnh cái điều này sẽ giúp cho bà tuổi mùi sẽ có được nguồn thu nhập không hề nhỏ từ công việc chính của mình ngày này với bà tuổi mùi với bạn đang có được những khoản tiền lương tiền thưởng sẽ giúp cho túi tiền của bạn trong ngày hôm nay không ngừng đẩy lên nhé Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này với ba tuổi mùi, bạn cũng đừng vì thế mà cho phép bản thân mình được tiêu xài phung phí. Đừng để cho mọi công sức của bạn đổ vào những thứ không cần thiết. Bạn hãy nhanh chóng lập ra cho mình một kế hoạch để quản lý về tài chính cụ thể rõ ràng trước khi bạn tiêu hết số tiền của mình đang có trong tay và trong ngày thứ năm này với ba tuổi mùi lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ, cái điều này khiến cho mối quan hệ tình cảm giữa các cặp đôi lại chẳng mấy được vui vẻ trong ngày hôm nay. với bạn tuổi mùi đang có những bất đồng quan điểm, thiếu đi sự cảm thông, chia sẻ chính là nguyên nhân dẫn đến sự dạn nứt giữa hai người trong thời gian gần đây. và hai bạn hãy ngồi lại trò chuyện để có thể sớm tìm ra câu trả lời dành riêng cho mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, giữ chặt túi tiền trong tay, đừng để cho ai đó cướp mắt. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, nguồn thu nhập được tăng tính đáng kể. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, tiền bạc không phải là mối bận tâm của bạn trong lúc này. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, tình cảm lứa đôi rạn dạ nứt khó hàn gắn tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc đừng quên quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn Vậy đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 59, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này tác động không hề nhỏ lên tâm trạng của bạn trong ngày hôm nay với bạn tuổi thân những ý kiến bất đồng là nguyên nhân chính khiến cho các mối quan hệ xã giao của bạn trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết nhé lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thân, đang gặp ngày có thiên quan giáng họa. Cái điều này cho thấy, nếu bạn không muốn bản thân mình vướng phải những chuyện thị phi, kiện tụng, thì bạn nên hạn chế đối đầu trực diện với những người có chức quyền vào lúc này. Sau tất cả mọi chuyện, người chịu thiệt thoại nhất đó chính là bạn đối bạn tuổi thân nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi thân, lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc, cái điều này chẳng thể mang đến cho bạn có được tin vui trong chuyện tình cảm, đặc biệt là đối với những bạn đang quản độc thân. Với bạn, luôn mong muốn tìm được cho mình một nửa hoàn hảo, nhưng nếu như bạn cứ cố chấp với những tiêu chuẩn quá cao của mình đã đặt ra thì sẽ chả có cách nào để giúp cho bạn thoát khỏi được kiếp độc thân đâu nhé vài câu quýt cho bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy đừng đối đầu trực diện với những người có chức quyền bởi bạn sẽ là người thua thiệt tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa sức khỏe chỉ có thể cải thiện nếu như bạn biết quan tâm chăm sóc đúng cách tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ mối quan hệ xã giao trở nên căng thẳng hơn tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc cẩn thận kẻo vướng vào những chuyện thị phi tai tiếng tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đối với những bạn độc thân khó thoát khỏi kiếp lẻ loi bởi tiêu tiêu chuẩn của bạn đặt ra quá cao và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 16 số 80 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu bạch kim màu ánh kim quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thìn tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Dậu, thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu Chua chúng ta thấy là bà tuổi dậu trong ngày này đang có được báo hiệu sẽ có cơ hội đứng trên bục vinh quang mà bản thân mình luôn mơ ước. Và ngày này dù bạn là người đi học hay là đi làm đều có thể gặt hái được thành công đáng kể nhờ vào những nỗ lực của bạn từ trước đó tới nay trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dậu đang có được sự xuất hiện của chính quan chiếu mệnh càng củng cố thêm sức mạnh cho bạn với bạn tuổi dậu có được sự tự tin vào chính bản thân mình nhanh chóng hoàn thành được nhiệm vụ và nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên nữa tuy nhiên trong ngày thứ năm này với bạn tuổi dậu lại đang gặp ngày cung ngũ hành kim mộc xung khắc, cái điều này sẽ khiến cho chuyện tình cảm của bạn gặp không ít bất lợi, với những hiểu lầm giữa hai người cứ ngày một lớn dần lên mà không có cách nào để hóa giải. Và nếu như đôi bên chẳng ai chịu nhún nhường thì sẽ chỉ khiến đôi mối quan hệ này càng ngày càng xấu hơn mà thôi nhé về câu quyết cho tuổi dậu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy công danh thành đạt được như ý muốn. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa không cần phải quá lo lắng về sức khỏe của mình. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ tình cảm lứa đôi gặp nhiều trục trặc có sự hiểu lầm liên tiếp. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nhận được sự đánh giá cao của đỡ đồng nghiệp và cấp trên. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim có sự tự tin sẽ giúp cho bạn ngày một phát triển hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 72, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ với tuổi Tuất thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2022. Xem vợ trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần hỏa tuất phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay không ít may mắn liên quan tới công việc trong khoảng thời gian này và ngày này với bạn tuổi tuất mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa là nền tảng tốt đẹp để cho bạn có thể hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy nữa và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi tuất lại đang gặp được ngày có thêm tài trợ mệnh đây là các thần trụ về tiền bạc may mắn đang tìm đến với bạn giúp cho bạn có được tài lộc đầy tay và chỉ cần với bạn tuổi tuất nhanh tay nắm bắt lấy cơ hội thì ngày mà tiền bạc đổ về túi ầm ầm sẽ chẳng còn xa nữa đâu. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ mộc bất dung, chỉ tiếc rằng cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại chẳng được như ý muốn. Với bạn tuổi Tuất đang có điểm báo có những mâu thuẫn ba ngày một đẩy hai bạn ra xa nhau hơn và đây chính là cơ hội để cho kẻ thứ ba có thể chiên chân và phá hoại hạnh phúc mà bạn bấy lâu nay đã gây dựng nhé về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa mối quan hệ xã giao hài hòa giúp cho công việc của bạn được hanh thông suôn sẻ hơn tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền đang xuất hiện ngay trước mắt mình tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc sức đề kháng giảm sút bệnh tật có thể tìm đến bất cứ lúc nào tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim gia đạo bất an tình cảm khó hài hòa tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, tiền bạc đẩy tay, chẳng lùa túng thiếu. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 69, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cá tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi dần. Từ với tuổi hỏi thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hỏi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Hợi nhờ có được sự chu đáo nhiệt tình mà bạn có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu mà bản thân mình đã đề ra bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Hợi đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp cái điều này cũng sẽ giúp sức cho bạn khi liên tiếp mang đến cho bạn có được những cơ hội về hợp tác làm ăn mang lại cho bạn nguồn lợi lớn trong tương lai nữa lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hỏi, đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cái điều này còn giúp cho bạn dễ dàng khẳng định được năng lực của bản thân mình trong mắt của bạn bè, đồng nghiệp, những người xung quanh. Nhờ sự tài trí của mình, chẳng có thử thách nào, chướng ngại nào có thể cản bước được đường đi của bạn nữa cả nhé. Và trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội gặp được nhân duyên của đời mình khi bạn đang gặp được ngày có thủy mộc tương sinh. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể trở thành sự thật một khi bạn mở lòng mình ra để cả hai có thể cùng cảm nhận và dần thấu hiểu nhau hơn nữa vài câu quýt cho bà tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi ất Hợi thuộc mệnh hỏa, năng lực của bạn được chứng minh, vị thế được khẳng định. Tử vi tuổi đinh Hợi thuộc mệnh thổ, hãy mở rộng lòng mình hơn để đón nhận tình cảm, tình yêu của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp là bí quyết giúp cho bạn giữ gìn sức khỏe từ vi tuổi tân Hợi thuộc mệnh kim đừng bỏ lỡ những cơ hội về hợp tác làm ăn hiếm có đến với mình từ vi tuổi quý Hợi thuộc mệnh thủy đối với những bạn đang còn độc thân có được cơ hội tìm thấy một nửa phù hợp vài đánh giá của bạn tuổi hỏi trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 55, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.